Bảo Anh Quốc Trường chụp ảnh cưới. Đóng vai vợ chồng trong bộ phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào, Bảo Anh Quốc Trường có những tấm ảnh cưới lãng mạn được fan khen cặp đôi. Bảo Anh Quốc Trường thân nhau ở ngoài đời nên cả hai rất hào hứng khi có dịp diễn cặp trên màn ảnh rộng. Quốc Trường đóng vai Đăng Minh, chồng của Cami, Bảo Anh. Hai diễn viên có cảnh nắm tay đi chụp ảnh cưới. Bảo Anh khoe vai trò gợi cảm trong bộ series kiểu dáng đơn giản hiện đại, còn Quốc Trường trong bảnh bao lịch lãm trong bộ Cơm Lê. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ và đàn anh đều kín tiếng về chuyện tình cảm, họ đang được các fan tích cực đẩy thuyền để đến với nhau. Bảo Anh năm nay 29 tuổi, còn Quốc Trường 33, hai nghệ sĩ tỏa sáng trong làng giải trí là những gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Ngay từ khi công bố dự án Bảy Ngọt Ngào đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông, vì đã trưởng thành cùng một dự án sitcom cho đến phim điện ảnh Bảy Tình Ngọt Ngào. Không khó hiểu khi Đinh Hòa Yên Thư chọn một câu chuyện dữ dội hơn cho tác phẩm đầu tay của mình. Sự dữ dội đó được thể hiện qua nhiều góc độ. Phim khai thác sâu khác biệt về quan điểm sống và mâu thuẫn nảy sinh trong mối quan hệ giữa các nhân vật để làm bật lên bản chất dữ dội của sự trưởng thành. Trong đó, Đăng Minh, Quốc Trường, chồng của Cami, Bảo Anh được coi là nhân tố gây chia rẽ hội ấy. Clip hậu trường mới nhất của Bảy Ngọt Ngào cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên về cặp vợ chồng Đăng Minh, Cami. Cả hai trông vô cùng hạnh phúc trong bộ ảnh cưới. Tuy nhiên thì cuộc sống hôn nhân của họ vẫn là một ẩn số khi mà Cami ngày càng ít nở nụ cười. Quốc Trường và Bảo Anh có lần đầu hợp tác đáng trông đợi khi vào vai cặp vợ chồng tình cảm trên màn ảnh. Cả hai chia sẻ niềm vui khi được hợp tác cùng nhau và cho rằng sự thân thiết ở ngoài đời là một lợi thế để vào vai thuận lợi, mang lại phản ứng hóa học tốt trên màn ảnh. Bên cạnh đó, nhân vật Quỳnh Lam, Minh Hằng cũng khiến cho khán giả tò mò với những cảnh đánh lộn ở trong quán bar. Đây chẳng qua là mặt trái của lối sống phóng khoáng, nổi loạn mà Quỳnh Lam theo đuổi. Thay thế cho những tình huống hài hước của sitcom sẽ là các phân cảnh nóng bỏng, táo bạo đến trần trụi để lột tả tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Tuy nhiên, Đinh Hà Uyên Thư cho biết sự nóng bỏng và táo bạo chỉ là bề nổi giúp truyền đi thông điệp của phim. Đó là trưởng thành luôn đi kèm với cám dỗ, và khi phát hiện ra mình đã mắc kẹt trong cái bẫy của sự hào nhoáng xa hoa, hãy mạnh mẽ tìm cách thoát ra. Sau cùng, những cảm xúc sâu lắng về tình bạn, tình thân cũng là điều mà Đinh Hà Yên Thư muốn động lại trong lòng khán giả. Theo Quốc Trường, đạo diễn Bảy Ngọt Ngào muốn mỗi thước phim phải đẹp đến từng chi tiết. Còn Bảo Anh thì phàn nàn, bạn thân của mình là người kỹ tính, luôn bắt mọi người phải quay đi quay lại đến khi nào hài lòng mới thôi. Bảy Ngọt Ngào dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16 tháng 4 năm 2021.